Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hoàng Hiếu kính chào quý đồng hương, quý Phật tử, quý vị khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV trong chương trình Lắng Nghe Chánh Pháp. Hôm nay quý vị có khỏe không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đồng hương, quý Phật tử, trong thời gian qua Hoàng Hiếu cũng vì công việc cá nhân, do đó cũng vắng gặp gỡ quý vị trong cái chương trình Lắng Nghe Chánh Pháp một thời gian. Hôm nay trở lại với chương trình, xin được gửi đến cho tất cả quý vị. Trong chủ đề lần trước, Hoàng Hiếu có chia sẻ đến đại chúng về đề tài đắc nhân tâm ở trong giáo lý của nhà Phật. Với giáo lý của nhà Phật, 4 cái phương pháp hoặc là 4 cái pháp tu tập đem lại cái lợi ích cho bản thân của chúng ta. Đồng thời 4 cái phương pháp này chính là 4 cái phương pháp mà giúp chúng ta có thể cải hóa, có thể cảm hóa được cái lòng người, mà theo cái ngôn ngữ ở bên ngoài người ta nói rằng đó là đắc nhân tâm, thì ở trong nhà Phật gọi đó là tứ nhiếp pháp, đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Hôm nay trong chương trình Lắng Nghe Chánh Pháp kỳ này, Hoàng Hiếu xin chia sẻ đến tất cả quý đồng hương, quý Phật tử, quý vị khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV trong chương trình Lắng Nghe Chánh Pháp, đề tài đó là ganh tị. Thì chúng ta biết con người chúng ta đó, khi mà còn là phàm phu đó thì không ít là nhiều, chúng ta đều có một cái tật xấu, đó là chính là ganh tị, ganh ghét hay là đố kỵ. Ở trong Kinh Tăng Chi chương 4 Pháp Phẩm 20 Đại Phẩm có một cái sự kiện như thế này. Thì một hôm Đức Thế Tôn Ngài ở thành Xá Vệ, tại vườn kỳ viên của ông trưởng giả cấp cô độc hiến cúng. Thì lúc đó đó Hoàng hậu Malika, tức là Mặc Lợi phu nhân, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và thưa với lại Đức Phật là tại sao ở trong cuộc đời này đó, duyên cớ gì, do nhân gì mà có những cái người ta có cái hình dung rất là xấu, nghèo, là khó, lại khổ nữa, không có cái uy tín, không có được cái tiếng tăm, không có được những cái sự mà thuận lợi ở trong cuộc sống so với lại những cái người khác. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng: này Malika, những cái người đó đó là do cái nhân là phẫn nộ, là sân giận, là ganh tị với lại những cái người khác. Khi mà thấy những cái người khác người ta bố thí, người ta cúng dường cho sa môn, cho tỳ kheo, cho những cái vị và tu sĩ Bà La Môn khác, vì này lại không cúng dường, không bố thí, mà lại khởi cái tâm ganh tị với lại những cái việc làm hoan hỷ của những người khác. Hoặc là khi mà thấy những cái vị mà sa môn, những vị trưởng thượng được mọi người tôn kính, được mọi người cúng dường đó, thì vị này lại khởi cái tâm là ganh tị, khởi cái tâm là ganh ghét, là tại sao những cái người này lại được tôn kính, lại được cúng dường, lại được tôn trọng như vậy. Do cái nhân là ganh ghét, do cái nhân là đố kỵ, do cái nhân là khởi cái tâm sân giận. Do đó Đức Phật Ngài dạy rằng những cái nhân duyên, những cái hạt giống mà gieo trồng ở trong quá khứ đó đã tạo nên cái quả hiện tại. Đó là những cái người này có cái hình dung ở bên ngoài, có cái dáng vẻ bên ngoài là xấu xí, có cái biểu hiện ở bên ngoài là làm cho người khác không có cái sự thiện cảm, không có cái sự quý mến, khó lòng mà tạo được cái uy tín đối với lại cái niềm tin đối với lại những cái người khác, là do cái nhân mà ganh ghét, do cái nhân ganh tị, tị hiềm, ích kỷ mà ra. Chúng ta biết được rằng đó, ở xã hội hiện đại bây giờ, ở tại Việt Nam nó có một cái giới trẻ, nó có một cái từ mà không biết là quý vị có nghe hay chưa, đó là từ GATO. Không biết rằng là quý vị khán thính giả ở đây chúng ta có nghe cái từ này hay chưa? Chữ GATO, G-A-T-O, tức là cái chữ này đó là cái chữ mà viết tắt của bốn chữ đó là ghen ăn tức ở. Người ta lấy những cái chữ đầu của cái bốn chữ là ghen ăn tức ở, người ta chế ra một cái từ mới là từ GATO, tức là cái cách nói xa gần chỉ về cái lòng ganh tị, cái lòng đố kỵ, cái lòng ghen ghét của con người chúng ta. Với là cái giáo lý của nhà Phật đó thì chúng ta biết được rằng cái ganh tị nó là cái biểu hiện của một cái người phàm, tức là biểu hiện của một người lúc nào cũng chấp rằng cái bản ngã của chúng ta. Chúng ta luôn luôn khi mà chúng ta sanh ra đó thì trong cái suy nghĩ của một cái người phàm đó, thì khi mà chúng ta chưa có chứng thánh đó, là lúc nào chúng ta cũng có cái suy nghĩ rằng mình là quan trọng, mình là hơn hết. Lúc nào mình cũng có cái suy nghĩ rằng thu về cái lợi ích cho bản thân của mình. Do đó đó thì cái ganh tị, cái sâu xa đó, nó là một cái bình trầm kha mà nó trải dài từ Đông sang Tây, nó trải dài từ cái dân tộc này đến dân tộc khác, và từ thế hệ này đến thế hệ khác. Biểu hiện của cái sự mà chấp ngã, biểu hiện của có một cái tôi, cái của tôi ở trong đó. Nó không có dừng lại nếu như mà chúng ta không có cái sự mà tu tập, nếu như mà chúng ta không có đoạn trừ thân kiến, mà ở trong nhà Phật gọi đó rằng một cái danh từ đó là câu sanh, tức là khi mà chúng ta đã sanh ra đó thì chúng ta đã có cái tính này. Con người mà có biết, có sự nhận thức, có cái sự mà tu tập á, thì giảm được rất là nhiều về cái lòng ganh ghét, về cái sự đố kỵ, về cái lòng ganh tị đối với lại những cái người khác. Khi mà một người mà biết rõ được cái nguồn gốc, cái nguồn cơn của cái sự ganh ghét, của cái sự đố kỵ, của cái sự ganh tị đó, thì khi mà chúng ta hiểu rõ được cái nguồn cơn của cái việc đố kỵ đó, thì chúng ta, Hoàng Hiếu tin chắc rằng chúng ta sẽ không còn cái việc là đã đố kỵ người khác nữa, mà chúng ta sẽ có cái việc là chúng ta chỉ có trách bản thân của mình, là do mình vùng tu, do mình thiếu phước, do đó rằng trong cái đời sống mình thua thiệt hơn những cái người khác, mình làm cái gì mình cũng không bằng những cái người khác. Khi mà mình nhìn được, mình thấy được như vậy đó, thì chúng ta sẽ quay về với lại bản thân của mình để sửa đổi cho bản thân của mình, thay vì rằng á, là mình ganh ghét với lại những cái thành công của người khác, của người bạn của mình, của những người xung quanh, mình đố kỵ với lại những cái thành tựu của họ. Thì chúng ta biết được rằng cái nguyên nhân mà chúng ta thua kém, cái nguyên nhân mà chúng ta không thành công là do chúng ta ở trong cái đời sống quá khứ chúng ta đã không có tạo được những cái nhân lành. Do đó là chúng ta, do cái việc mà thiếu phước thì chúng ta bị thiệt thòi rất là nhiều. Mà trong cái đời sống sinh tử luân hồi đó, thì một con người cần phải có phước. Nếu như mà không, một người mà trong cái đời sống sanh tử luân hồi mà thiếu phước đó, thì cái đời sống đó rất là chật vật, cái đời sống đó khó lòng nào mà có thể có được cái sự an lạc, cái sự bình an được lắm. Do đó rằng là một người mà còn ở trong sanh tử luân hồi, cái điều tiên quyết là chúng ta cần phải tu tạo, tô bồi thêm cái phước báo cho tự thân. Một người mà thiếu nhan sắc đó thì sẽ không có cái sự mà tự tin khi mà xuất hiện trước mọi người hay là trước công chúng. Nhưng mà nếu như là cái người có tu tập, cái người mà biết quán chiếu đó, thì chúng ta sẽ không buồn, chúng ta cũng đừng có đố kỵ với lại những cái người mà người ta có cái nhan sắc là vượt trội hơn mình. Giống như rằng là quý cô, khi mà chúng ta thấy những cái người mà hoa hậu, những cái người hoa khôi, hoặc là những cái người bạn bè của mình mà người ta chụp ảnh, người ta ăn hình hơn mình, người ta bận cái áo vô thấy nó sặc sỡ, thấy nó hợp hơn mình, người ta bận cái áo vì gì vô đó thấy nó cũng đẹp, trong khi mình bận vô đó thì thấy nó trớ quớt. Tức là nếu như mà mình nằm trong cái hoàn cảnh đó, một người mà có cái tu tập đó thì sẽ nhận được, ý thức được rằng là do bản thân của mình ở trong cái đời sống quá khứ mình không có tạo được những cái duyên lành. Ở trong cái đời sống quá khứ, đôi khi mình hay chê bai, mình hay nói xấu những cái người khác, mình thường xuyên mình giận dữ, như là cái lời của Đức Phật dạy ở trong cái bài Kinh Tăng Chi mà Quảng Hiếu mới vừa trình bày khi nãy gửi đến cho đại chúng. Thì chúng ta ý thức được như vậy đó, thì chúng ta không có cái việc mà đố kỵ, chúng ta không có cái việc mà ganh ghét, chúng ta không có cái việc là tị hiềm với lại cái nhan sắc của người khác. Rồi khi mà chúng ta thiếu cái sự thành công đó, chúng ta không có được những cái mà thành tựu đáng kể bằng chị bằng em với lại những cái người khác. Như là ở trong gia đình của mình, anh em của mình cũng nỗ lực giống như mình, nhưng mà nó làm đâu đó, thì nó thành tựu đó. Còn trong khi bản thân của mình lại không có được cái sự mà công việc nó không có thuận lợi đó, thì một cái người mà có tu tập đó, thì không có đem cái lòng mà đố kỵ, không đem cái lòng mà ganh ghét, tị hiềm với lại anh em, với lại người bạn của mình, với lại những cái người xung quanh khi mà người ta có cái sự thành công hơn mình. Mà chúng ta ý thức được rằng là ở trong cái đời sống quá khứ chúng ta đã không có cái sự hoan hỷ ủng hộ cho người khác thành công, mà hết lần này đến lần khác chúng ta tranh thủ, chúng ta tìm cách, chúng ta làm sao mà hạ bệ họ, làm sao mà giảm uy tín của họ, làm sao mà có thể phá hủy cái sự mà thành công của họ. Tức là chúng ta luôn tìm mọi cách để cản trở cái sự thành công của họ. Mình biết được như vậy đó, thì trong cái đời sống này, trong cái giây phút hiện tại này, thay vì rằng là ganh ghét, thay vì rằng là đố kỵ, thì chúng ta phát khởi cái niềm hoan hỷ với lại những cái việc làm mà tốt đẹp của người khác. Chúng ta hoan hỷ với lại những cái thành tựu của những người khác. Thì Hoàng Hiếu nghĩ rằng đó là chúng ta đang tạo được cái nhân mà chúng ta sẽ có được cái sự thành tựu trong tương lai. Ở trong Đạo Phật có một cái điều nó rất là hay, đó là khi mà chúng ta chưa có điều kiện làm phước, thì ngay cả cái việc là chúng ta thấy người khác người ta tạo được những cái việc làm thiện lành, bản thân của chúng ta mình vui theo, mình hoan hỷ theo cái việc làm của cái người đó, thì bản thân của mình đó cũng đã tạo được cái phước lành cho bản thân của chúng ta. Chứ không phải đợi rằng là khi mình bỏ tiền, mình bỏ bạc, mình bỏ sức ra đó để mà mình giúp đỡ, mình giúp ích cho người thì chúng ta mới có phước. Mà ngay cả cái việc mình thấy người khác người ta giúp đỡ, thấy người khác người ta làm việc thiện lành, thấy người khác người ta nói những cái lời dễ nghe, nói những cái lời mà nâng đỡ, hàn gắn những cái rạn nứt ở trong gia đình, trong xã hội, mình thấy được những cái việc tốt đẹp như vậy đó, thì chúng ta cũng hoan hỷ theo với lại cái việc làm đó. Thì ngay nơi đó đó chúng ta cũng đã có cái việc mà có được cái phước cho bản thân của mình. Ngược lại, nếu như mà chúng ta thấy người khác mà người ta làm những cái điều bất thiện, thấy người khác là ta trộm cắp, thấy người khác là người ta nói dối, người ta đơm đặt, người ta hoại uy tín của những cái người khác, mà chúng ta cũng khởi cái lòng là vui theo với lại những cái việc làm ác đó. Chúng ta cũng hả dạ là khi mình thấy một cái người khác người ta thất bại, mình thấy cái người khác người ta không có được, đang bị những cái người khác người ta chà đạp, mình cũng vui theo với lại những cái việc làm đó, thì ngay nơi đó đó chúng ta cũng đã tạo cái nhân bất thiện. Ngay nơi đó đó chúng ta cũng ít nhiều đã phạm cái tội lỗi cho bản thân của mình. Thế nên rằng là không phải chỉ đợi cái hành động nó biểu hiện ra ở nơi cái thân, ở nơi cái miệng, mà ngay nơi trong ý nghĩ đó chúng ta có cái việc làm chúng ta vui theo, với lại cái sự những cái hành động mà tốt đẹp, thì chúng ta cũng đã có phước. Nếu như mà chúng ta cũng vui theo, hoan hỷ hả dạ với những cái việc làm bất thiện đó, thì ngay nơi đó chúng ta cũng đã tạo ít nhiều những cái nhân mà bất thiện, đã đưa đến là cái đời sống trong tương lai chúng ta sẽ không có được cái điều tốt đẹp. Mà Hoàng Hiếu nghĩ rằng không phải đợi chi đến cái đời sống trong tương lai. Một người mà hiện tại bây giờ mà khi mà thấy người khác người ta làm những cái điều tốt đẹp mà chúng ta đủ cái niềm tin, chúng ta đủ cái sự hoan hỷ, chúng ta cũng vui theo với lại những cái việc làm đó, thì ngay nơi lòng của chúng ta cũng đã có được cái sự thanh thản, cũng đã có được cái sự bình an, có được cái sự hoan hỷ ở trong nội tâm. Còn con người mà lúc nào cũng có cái sự mà ganh ghét và đố kỵ với lại người khác đó, thì chắc chắn rằng cái đối tượng này, con người này không thể nào mà có được cái sự bình an. Và cụ thể đó là không thể nào mà an giấc được, không thể nào mà có thể có giấc ngủ ngon bình an giống như là cái người mà hoan hỷ với lại những cái việc làm mà tốt đẹp của người khác được. Là bởi vì đó, khi mà nung nấu cái tâm đố kỵ, nung nấu cái tâm hiềm khích, nung nấu cái tâm mà ganh ghét rồi đó, thì chính cái tâm thức này đó nó dày vò bản thân của mình trước khi mình đem mình hại người. Bản thân những cái tâm niệm này nó làm cho cái tâm thức của mình không lúc nào mà được bình yên, lúc nào cũng dậy sóng, lúc nào cũng phải suy nghĩ tìm cách để mà hạ bệ, để mà làm khổ cho người khác chúng ta mới hả dạ. Thì với những cái tâm niệm đó không thể nào mà chúng ta có được cái sự bình an, không thể nào mà chúng ta có được cái giấc ngủ mà êm đềm, giấc ngủ mà tốt đẹp giống như là cái người mà hoan hỷ, cái người mà vui theo với lại những cái việc làm tốt đẹp của những người khác. Đối với những cái người mà nếu như bản thân của mình hiện tại bây giờ mình thấy thiếu may mắn, người ta làm chơi mà ăn thiệt, còn mình đó thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đôi khi đó làm 2-3 chốt mà lại không có đủ cái miếng ăn. Người ta kinh doanh đó, một vốn 4 lời, còn mình làm đâu là thua đó, mình làm đâu là lỗ đó. Người ta đó là hễ mà đầu tư vào cái gì đó là coi như rằng là nhúng tay vào là nó đều nở hoa, còn bản thân của mình đó là nhúng tay vào cái gì đó là nó đều đổ vỡ. Thì chúng ta ý thức được rằng cái người mà có cái sự tu tập đó, thì chúng ta biết được rằng là cái đời sống trong quá khứ, cái nhân thiện lành của chúng ta nó ít quá, cái phước báo của tự thân của chúng ta ít quá, thì chúng ta cần phải có cái sự mà tô bồi, cần phải có cái sự hoan hỷ, mình phải có cái sự mà đối thương với lại những cái thân phận mà nghèo hèn, những cái thân phận mà ta nghèo khổ hơn mình. Giờ những cái nhân lành này đó thì chúng ta mới có được cái phước báo của tự thân. Cái con người mà không có cái sự tu tập đó thì dễ bị cuốn theo cái hiềm khích, cái đố kỵ, cái ganh ghét, cái tị hiềm với lại những cái thành công của những cái người khác lắm. Ở khi mà hai người mà cùng sống ở trong cái hoàn cảnh là nghèo khổ với nhau đó, thì có thể rằng là bạn bè chơi thân được với nhau. Nhưng lỡ như đó một cái người bạn thân của mình mà nó có được cái sự thành công, nó vượt trội hơn mình đó, thì Hoàng Hiếu nghĩ rằng trong cái đời sống này đó nó dễ cái rạn nứt cái tình cảm lắm. Và nhất là đó ở trong cái đời sống gia đình đó, ngay cả huynh đệ cũng vậy nữa. Nếu như mà sống trong một cái hoàn cảnh là nghèo khó thì còn có anh em, còn có huynh đệ, còn có tình làng nghĩa xóm với nhau. Nhưng mà một khi mà có một người người ta tự dưng người ta lại phất lên được, người ta là thành tựu được đó, thì dường như rằng nó có một cái khoảng cách rất là xa vời. Và càng ngày đó là anh em càng xa rời nhau, huynh đệ càng tách rời nhau. Một phần đó nó cũng xuất phát từ cái lòng mà ganh ghét, cái lòng mà đố kỵ. Tại sao ngày xưa nó cũng như mình thôi chứ nó có gì hơn mình đâu. Mình lúc nào mình cũng nghĩ vậy. Nó cũng ngày xưa nó cũng học trường, đôi khi nó rằng là nó học còn tệ hơn tôi nữa, nó học còn dở hơn tôi nữa. Ngày xưa cái thằng đó trời ơi, nó viết văn đâu có ra gì, nó làm toán dở ẹt, nó học ở trong trường nó dở dữ lắm. Nhưng mà nó nhờ may mắn hơn mà thôi. Thì thông thường đó chúng ta không có nhìn lại bản thân của mình mình hay đổ cho những cái người khác. Mình cho rằng là họ may mắn hơn mình. Mình nhìn thấy rằng là họ may mắn hơn mình, không phải rằng là vô duyên, vô cớ mà người ta có được cái điều đó. Mà trong đạo Phật của chúng ta, tất cả mọi thứ đều là do nhân duyên, nó đã gây tạo từ bao đời. Thì bây giờ đúng cái thời điểm đó thì quả nó trổ thì cái người đó hưởng. Mình là cái người mà có cái sự tu tập rồi đó, thì mình sẽ không có cái sự mà tị hiềm, không có cái sự mà ganh ghét với lại những cái thành tựu đó. Và chính nhờ cái sự mà soi sáng này đó, thì Quảng Hiếu nghĩ rằng dù rằng là xuất phát điểm cùng nhau, có một người đó là giàu, một người là nghèo, một người là thành tựu, một người kém thành tựu, một người là có đầy đủ cái sự may mắn, một người ít cái sự may mắn hơn, thì cái người mà có cái sự quan sát được như vậy đó sẽ gìn giữ được cái tình cảm của anh em, gìn giữ được cái tình cảm của huynh đệ. Còn nếu như mà sống với nhau bằng cái tâm ganh ghét, bằng cái tâm tị hiềm đó, thì nghèo khổ thì còn có anh em, nhưng mà lúc mà giàu sang, lúc mà phú quý, lúc mà nhàn hạ rồi đó, thì cái tình cảm nó bị nhạt nhòa. Và lâu ngày dài tháng đó, có khi là trở thành là kẻ thù với nhau cũng không chừng. Thế nên rằng là cái người mà có cái sự tu tập thì chúng ta cần phải quay lại bản thân của mình. Đối với là những cái người mà người ta thiếu phước đức á, ta không có thành danh được ở trong cuộc sống này đó. Mình thấy có những cái người, những cái vị mà người ta chỉ có những cái người mà ca sĩ đó, ở trong một đêm là người ta thành sao, hát một bài hát thôi là người ta nổi tiếng. Còn trong khi của mình đó, mình hát từ bài này qua bài nọ, mà đôi khi mình không ai để ý đến. Cái tên cái tuổi ngày càng lớn, nhưng mà cái tên thì không ai biết đến. Cũng giống như rằng á, là nếu như mà bản thân Hoàng Hiếu, có những cái vị mà giảng sư, ngài đó giảng một cái bài giảng xong là có rất là nhiều người biết đến cái tên tuổi của quý ngài. Còn trong khi đó, ông thầy Quảng Hiếu, ông nói từ ngày này tháng nọ mà không có ai để ý đến hắn, không ai biết đến cái tên tuổi của ông. Nếu như mà mình đem cái lòng mà đố kỵ, cái lòng ganh ghét của mình ganh ghét với là những cái người mà người ta có duyên đại chúng hơn mình đó, thì rõ ràng rằng là chúng ta đang hãm hại bản thân của mình. Mình là cái người mà mang đầy trong lòng cái sự ích kỷ, cái sự hẹp hòi, thì làm sao mà mình có thể lan tỏa được cái năng lượng của từ bi, cái năng lượng của tha thứ đến cho mọi người? Làm sao mình có thể cảm hóa được những cái người mà khán giả, những cái người thính chúng, người ta lắng nghe cái lời chia sẻ của mình? Do đó là một người mà có cái sự mà tu tập đó, thì chúng ta gặp trong cái hoàn cảnh này đó, chúng ta không có thành danh, chúng ta không có được cái may mắn giống như là những cái người khác. Trong vòng một đêm, trong vòng một vài cái bài giảng mà được trở thành nổi tiếng, được nhiều người ta chú ý đó, thì chúng ta cũng không cần buồn, là bởi vì cái đó là do cái quả của những cái người này người ta đã gây tạo ở trong cái đời sống hiện tại, hoặc có thể rằng là trong cái đời sống quá khứ. Thì mình ý thức được như vậy đó, thì chúng ta biết được rằng ở trong cái đời sống quá khứ mình chưa có tu bồi nhiều cái khả năng, cái duyên lành với lại đại chúng. Đôi khi đó là trong cái đời sống quá khứ mình hay chê bai, mình hay khinh thường người khác, mình hay dùng những cái thủ đoạn để mà ngăn trở, để mà cản trở cái sự mà thành tựu, cái sự nổi tiếng của những cái người khác. Đó chính là những cái nhân duyên mà khiến cho mình bây giờ kém may mắn. Bây giờ mình không có được cái sự chú ý, cái sự mà chào đón của nhiều người. Quý vị thấy rằng là có những cái vị mà giảng sư đó, nói chuyện cũng không có là gì là xa vời, nói chuyện nó cũng chỉ là cái trao đổi với là cái đời sống thường nhật ấy mà thôi. Nhưng mà nó tạo nên một cái sức hút rất là lớn đối với lại cái sự mà quan tâm của mọi người. Trong khi có những cái vị đó trí tuệ rất là sâu, cái nhìn nhận rất là lớn, nhưng mà ít có người mà lắng nghe. Thì cái này mới nó biểu hiện một phần đó là do cái duyên đại chúng của cái vị đó nó ít hơn cái vị kia. Do đó mình là cái người mà có cái sự tu tập thì chúng ta sẽ ý thức được cái bản thân của mình để chúng ta tự tô bồ cho bản thân của mình, chứ không mang cái tâm ích kỷ, không có mang cái tâm mà tị hiềm, không có mang cái tâm là ganh ghét, tìm cách để mà hãm hại người khác. Khi mà chúng ta thấy được một cái người khác người ta thành công ở trong hiện tại đó, là cái người mà có cái sự tu tập đó, thì chúng ta ý thức được liền. Chúng ta sẽ quay về lại cái đời sống quá khứ của họ. Mình sẽ biết được rằng ít nhiều gì đó con người này, người ta đã có một cái chặng đường, cái sự mà trui rèn bản thân của họ. Người ta đã nỗ lực, người ta đã huân tập rất là nhiều những cái hạt giống mà thiện lành khác nhau. Do đó người ta mới có được cái sự thành tựu đó. Mình muốn được như vậy đó thì không gì hơn là chúng ta hãy tự nỗ lực của bản thân của mình, chứ chúng ta không có mang cái tâm mà đố kỵ, không mang cái tâm là ganh ghét đối với những cái người khác. Mà quý vị biết rằng đó, ở trong cái đời sống mà khi mà chúng ta càng mang cái tâm ganh ghét, càng mang cái tâm đố kỵ đó, thì cái phước của chúng ta càng ngày càng tổn giảm, mà cái tội chúng ta càng ngày càng tăng lên. Bạn hiểu ví dụ như rằng cái người mà chúng ta đem cái tâm ganh ghét đó, cái người mà chúng ta đem cái tâm đố kỵ đó, là những cái người mà có cái phước báo lớn, là những người mà có trí, có đức, có giới đó. Thì khi mà chúng ta mang cái tâm ganh ghét, mang cái tâm mà hận thù, mang cái tâm mà hơn thua đó, thì chúng ta tổn giảm đức, chúng ta tổn giảm phước rất là lớn. Một trong những cái cách mà giúp cho chúng ta không cần phải rằng là gắng sức mà chúng ta vẫn có được cái phước báo, đó chính là cái đức mà khiêm hạ, cái đức mà khiêm cung đối với lại những cái người khác. Mà cái điều này đó là bởi vì sao? Ngay từ trong cái buổi đầu, bắt đầu cái buổi chia sẻ này, Hoàng Hiếu có chia sẻ đó, cái ganh ghét, cái tị hiềm, cái ích kỷ, cái mà mình luôn luôn đó là không hài lòng với lại cái sự thành công của người khác đó, là nó thể hiện cái ngấm ngầm đó là chính là cái bản ngã của chúng ta. Khi mà chúng ta thực hiện được cái việc làm tận đáy lòng của mình là luôn luôn khiêm nhường, luôn luôn khiêm cung với lại những cái người khác. Mình khiêm cung không phải chỉ với lại cái người hơn mình, với cái người mà trưởng thượng, những người lớn tuổi hơn mình, mà ngay cả những cái người mà người ta dở hơn mình, người ta tệ hơn mình, người ta nhỏ hơn mình, mà trong tận đáy lòng của mình đó, mình vẫn thể hiện được cái sự khiêm cung. Mình không coi thường những cái người đó, mình tôn trọng, mình tôn quý người đó, mình tìm cách nâng đỡ những cái con người đó đó. Thì Quảng Hiếu nghĩ rằng đó là cái đức tính mà nó giúp cho bản thân của chúng ta tăng trưởng thêm cái phước báo cho tự thân. Và quý vị biết rằng á, là có nhiều người đó, người ta rất là rộng rãi, nhưng mà cái tính ganh tị của họ đó nó rất là lớn. Cái điều này đó nghe đó lúc đầu đó, thì tưởng chừng như là vô lý. Một cái người mà rộng rãi thì làm sao mà có cái chuyện rằng đó là ganh tị, là ganh ghét người khác. Quảng Hiếu ví dụ như rằng đó, có một cái Phật tử, cô rất là thương mến Quảng Hiếu. Quảng Hiếu ví dụ thôi, tức là thấy Hoàng Hiếu tuổi trẻ như vậy rồi đó, cô hay hộ trì, cô hay giúp đỡ, cô hay cúng dường để mà Hoàng Hiếu có cái phương tiện học tập hoàng đạo, tu tập. Ví dụ như rằng đó, là Hoàng Hiếu nói rằng bây giờ Hoàng Hiếu chuẩn bị đi hành hương ở tại Ấn Độ, thì cô sẵn sàng bỏ tiền ra làm mấy ngàn để mà lo cho cái chuyến đi đó. Nhưng mà khi mà Hoàng Hiếu đi trong cái chuyến đi mà Ấn Độ về đó, Hoàng Hiếu mua quà về để mà tặng cho mọi người. Mà Hoàng Hiếu lỡ như mà quên đó, mà đem tặng cho cái người khác trước á, thì cái con người đó mà nếu như mà không có cái sự mà tu tập á, thì dễ lồng lộn lên, dễ mang cái tâm là ganh ghét, Tại sao tôi bỏ tiền ra cho thầy mà tại sao thầy lại là tặng quà cho người khác? Đáng lý ra là phải tặng cho mình. Thì quý vị thấy không, chỉ là một cái hành động rất là nhỏ thôi, mình sẵn sàng bỏ ra tới mấy ngàn để cho người thầy đi, mà trong khi đó đem về một cái phần quà nó rất là nhỏ. Cái phần quà nó đâu có là gì cả so với là cái mấy ngàn kia, nhưng mà mình lại mang cái tâm ganh ghét, mình mang cái tâm là tị hiềm, mang cái tâm là ích kỷ. Thế nên rằng nó là một cái phần mà biểu hiện cái con người của chúng ta. Mình đó, sẵn sàng bỏ tiền ra số tiền lớn, nhưng mà vì một cái nhỏ ấy thôi, mình cũng có cái sự đố kỵ, mình cũng đã có cái sự ganh ghét ở trong đó. Ở trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật ở trong phẩm Nhập Đạo Thiên Bộ Pháp, Đức Phật Ngài dạy rằng đó là có một pháp mà đưa đến hoại diệt nhanh nhất, đó là đố kỵ, là ganh ghét, là ganh tị. Quý vị biết rằng ở trong cái cuộc đời của Đức Thế Tôn đó, có một cái nhân vật mà luôn luôn đeo bám, luôn luôn là tìm cách hãm hại Đức Thế Tôn. Quý vị có biết nhân vật đó là ai không ạ? Đó chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Ông Đề Bà Đạt Đa chính là cái người mà đã xúi dục A Xà Thế giết cha để mà cướp ngôi. Đồng thời đó là Đề Bà Đạt Đa cũng đã đang cái tâm rằng là hãm hại Đức Thế Tôn, lăn đá cho voi say để mà hãm hại Đức Thế Tôn, với cái mục đích đó là thay thế cái vai trò của Đức Thế Tôn ở trong tăng đoàn. Ở cái câu chuyện mà được thuật lại về cái nguyên nhân mà cái sự mà oán đối giữa Đề Bà Đạt Đa với là Đức Thế Tôn đó, được trình bày như thế này. Là vào một cái thợ kiếp lâu xa, thì lúc đó đó tiền thân của Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa là hai người bạn cùng chung làm một cái nghề, đó là cái nghề mua bán ve chai. Thì quý vị biết là mua bán ve chai thì chúng ta hay nói tức là cái nghề mà nghề đồng nát, tức là cái nghề mà đi mua phế liệu rồi về rồi bán lại cho người khác đó. Thì một người đó, ông tiền thân của Đề Bà Đạt Đa đi trước, rồi tiền thân của Đức Phật đi sau. Thì khi mà cái vị đi trước đó đến một cái ngôi làng, thì có hai bà cháu của một cái gia đình rất là nghèo, mới đem cái mâm ra, cái mâm bằng kim loại, đem ra để mà bán. Thì khi mà cái người mà mua phế liệu đó đi đến gặp cái hai bà cháu bán cái mâm bằng đồng, thì khi mà cái người này hỏi mua đó, thì cái hai bà cháu mới nói rằng đó là bán cái mâm đó là với giá là 5 đồng. Cầm cái mâm lên thì cái vị mà mua phế liệu đi trước đó mới biết được rằng đó là khi mà cày ra đó thì mới thấy rằng là cái mâm này là bằng vàng chứ không phải là bằng đồng. Mà do hai bà cháu này là không biết, do đó rằng là bán với cái giá 5 đồng. Nhưng mà đó khởi cái lòng tham, do đó rằng đó là muốn là tận dụng triệt để, mà nói với lại hai bà cháu này đó cái mâm này đó nó không đáng giá là 5 đồng. Do đó rằng đó là không có mua, ý là ép giá hai cái bà cháu này để mà cố tình là bỏ đi đó. Thì cái người mà cần bán, tại vì thấy hai cái người này là quá nghèo khổ, cần cái tiền để mà sinh hoạt, cần tiền để mà mua gạo, là mua những cái thực phẩm lo cho cái đời sống. Do đó rằng là cái vị này biết được cái hoàn cảnh đó, nhìn thấy được cái áo quần, cái biểu hiện bên ngoài đó thì cũng đoán được cái phần nào. Do đó rằng là ép giá, cứ nghĩ rằng là khi mà mình bỏ đi đó thì hai bà cháu thế nào cũng kêu mình lại để mình bán rẻ hơn, trả giá rẻ hơn là 5 đồng. Thì khi cái vị này bỏ đi đó, thì tiền thân của Đức Phật là cái vị mà mua phế liệu chung đó thì đi đến, thì gặp hai bà cháu thì cũng hỏi mua. Thì hai bà cháu mới nói rằng đó là bán cái mâm đồng đó với giá là 5 đồng. Thì khi mà tiền thân của Đức Phật cầm cái mâm đồng lên đó thì mới thấy như vậy đó. Là cái người mà làm trong nghề đó, thì khi mà cầm lên đó thì biết được rằng đây không phải là cái mâm đồng, mà đây là cái mâm vàng. Nhưng mà tiền thân của Bồ Tát, của Đức Phật đó, rất là chân thành, là con người rất là từ ái. Do đó rằng mới nói với là hai bà cháu: cụ ơi, cái mâm này nó không phải là mâm đồng, cái mâm này là mâm vàng. Bây giờ bán hết tất cả các cái tài sản, cái tiền bạc mà tôi có đó cũng không đủ để mà mua cái mâm này. Do đó rằng là cụ hãy giữ lại đi, cụ đừng có bán cái này, rất là tiếc. Bây giờ mà tiền bạc mà tôi gom ở chân người đó mà đưa hết cho cụ, cụ không có đủ. Bây giờ tôi về tôi bán hết cả cái gia tài của tôi đó để mà đưa cho cụ, cũng không có đủ. Do đó là cụ hãy giữ lại đi. Khi mà nghe như vậy đó thì cái bà cụ rất là đem cái lòng thương. Thương là thương cái sự chân thành của cái người mua phế liệu thứ hai này. Bởi vì đó, nếu như mà cái giai đoạn đầu cái người kia đó mà đồng ý mua với giá 5 đồng đó thì bà cụ cũng không còn cái việc là có được 5 đồng để mà bỏ túi nữa. Do đó rằng nghĩ đến cái sự mà chân thành của cái người thứ hai này, bà cụ mới kể lại cách đây đó khoảng đôi phút là có một cái người kia cũng là giống như cậu vậy, tới đây mua mà trả tôi đó với cái giá là rẻ hơn là 5 đồng, do đó tôi chưa bán. Bây giờ không, tôi chỉ lấy đúng là 5 đồng thôi, coi như rằng đó là nếu như mà cái cậu kia hồi nãy người ta có đồng ý mua 5 đồng đó thì tôi cũng đã mất cái mâm này rồi, tôi cũng còn cái mâm này nữa. Do đó đó là cái phước phần mà của cậu. Bà già chỉ có nhận 5 đồng. Do đó là cái người mà mua phế liệu thứ hai, tức là tiền thân của Đức Phật đó, mới được cái mâm vàng với giá 5 đồng. Thì khi mà cái người mua phế liệu thứ hai này rời đi đó thì cái người mà mua phế liệu trước, tức là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa, mới quay trở lại, mới nghĩ trong đầu mình rằng là bây giờ mình quay trở lại thế nào bà già cũng bán cho mình và cái giá là rẻ hơn, mình đỡ, mình lời thêm được mấy đồng nữa. Thì khi mà trở lại đó thì bà già mới nói rằng là hồi nãy tôi nói cậu 5 đồng mà cậu không mua, thì cái cậu kia đó, cậu mới nói với tôi là rõ ràng là cái mâm này là mâm vàng, cái mâm hồi nãy tôi bán cho cậu là mâm vàng, bao nhiêu tiền bạc đó cũng không có đủ được nữa, chứ đừng nói gì là 5 đồng. Mang cái tâm là tức tối là mình bị mất đi một cái tài sản rất là lớn nếu như mà mình mua lúc nãy, mình chịu mua từ lúc đầu đó. Do đó rằng đó là cái người thứ hai này, cái người mà mua phế liệu trước đó, cái cậu thanh niên mà quay trở lại đó mới hỏi bà già rằng đó là cái người mà mới vừa mua cái mâm đó nó chạy về hướng nào. Thì bà già mới chỉ rằng đó là cái vị đó là đang ra bến đò để mà trở về. Thì cái vị tiền thân của Đề Bà Đạt Đa lo tức tốc chạy đi ra bến đò để mà tìm đòi lại cái mâm vàng, cứ nghĩ rằng nó là cái tài sản thuộc về mình rồi. Mang cái tâm là hiềm hận, mang cái tâm rằng là ích kỷ, ông mới là liền hết đồ tất tả chạy ra bến đò để mà tìm tiền thân của Đức Phật, là cái người mà mua cái đồng nát, cái người bạn của mình đó. Khi mà ra tới nơi đó thì cái người bạn kia đã đi ra giữa dòng sông rồi. Do đó có tức tối, có la lối như thế nào đó thì cũng không thể nào mà làm gì được. Mang cái niềm mà uất hận đó đó thì tiền thân của Đề Bà Đạt Đa, ông đã ngay tại cái bến sông, ông đã có cái lời mà thề độc như thế này: nếu còn kiếp sau đó thì nhà ngươi đi đến đâu ta cũng không tha. Cái mối này đó quá lớn, nếu như mà không, tại vì là cứ nghĩ rằng đó là cái tiền thân của Đức Phật, tức là cái người bạn của mình đó, là phỏng tay trên của mình. Do cái người bạn của mình phỏng tay trên của mình, do đó mình mất cái tài sản rất là lớn, chứ không có nghĩ rằng là do cái lòng mình tham. Cứ nghĩ đinh ninh rằng đó là nếu như mà không có cái tên kia đó thì mình sẽ có được một cái món hời rất là lớn, do mà không có trách bản thân của mình, là do mình nổi cái lòng tham quá lớn, không có nhận ra được rằng cái người kia người ta mua đó được cái mâm vàng như vậy đó là do cái sự chân thành của họ, do cái lòng từ ái, nói rõ rằng đây là cái mâm vàng chứ không phải là cái mâm đồng, bán bao nhiêu tài sản của con có đó cũng không có được. Thì khi mà ôm cái niệm uất hận, ôm cái sự mà ganh ghét đố kỵ đó đó, thành ra rằng là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa ngay tại bến đò đã phát một cái lời thề độc là hễ bất cứ cái đời nào kiếp nào thì khi mà sanh ra đó là không có tha, không, luôn luôn tìm cách mà phá hoại, luôn luôn là tìm cách hãm hại cái người bạn làm mua chung phế liệu với mình. Rồi quý vị thấy rằng đó là chỉ vì cái sự mà ganh ghét ở nơi bản thân của mình, không có nhận ra được là cái lỗi là do mình chứ không phải là cái lỗi do người khác, không có nhận ra được là bản thân của mình là quá tham, do đó là mình mắc một cái lợi lớn. Cái người kia người ta có được cái tài sản lớn như vậy đó là do cái sự chân thành, do cái sự từ tốn, do cái sự mà hòa nhã mà người ta có được. Lúc nào chúng ta cũng tìm cái cớ để mà chúng ta đổ cái thất bại của mình lên trên cái đối tượng khác. Với cái ý niệm đó đó, do đó rằng là đời đời kiếp kiếp mà Đề Bà Đạt Đa với lại Đức Thế Tôn sanh ra đó, ở trong cái giai đoạn nào thì Đề Bà Đạt Đa cũng luôn luôn là tìm cách hãm hại cái con đường hằng hóa của Đức Phật. Thì có một cái giai đoạn, tức là cứ luân hồi và sanh tử như vậy đó, thì có một lúc đó là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa là một cái vị hoàng tử, còn tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là sanh làm con của cái vị hoàng tử đó. Mà quý vị biết, mang cái niệm uất hận đó đó, khi mà mới vừa nhìn thấy đứa con trai của mình, do vợ của mình mới vừa sanh đó, Đề Bà Đạt Đa đã khởi cái tâm rằng đó, là muốn giết cái đứa bé ngay còn nhỏ. Tức là quý vị thấy, nếu như mà chúng ta không có nhìn sâu sắc đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái oán đối, những cái mà trở ngại, những cái mà gây thù hận cho nhau trong cuộc sống này đó, nó xuất phát từ cái ban đầu đó, nó cũng chỉ là những cái điều mà rất là nhỏ nhoi thôi. Quý vị thấy ở trong cuộc sống này, có những người, có những cái gia đình mà xóm giềng với nhau đó, mà không có nhìn mặt nhau. Ngày xưa đó là tối lửa tắt đèn có nhau, mà gây ra có một cái chút mà ganh ghét, mà tị hiềm, cũng vì là một cái bó rau thôi, cũng vì là một cái con gà thôi, từ một cái mà rất là nhỏ như vậy đó mà ganh ghét và tị hiềm đó, thì làm cho cái tình làng nghĩa xóm nó không còn nữa. Cũng vì cái ganh ghét và tị hiềm từ một cái nó rất là nhỏ đó mà nó làm cho cái các mối quan hệ nó bị rạn nứt với nhau. Và quý vị biết rằng á, tại sao trong cuộc đời này có những cái con người đó, khi mà mình gặp á, tự dưng là mình ghét người ta liền, dù rằng đó là người ta chưa có làm gì bản thân mình, mình chưa nghe người ta nói cái gì, mình chưa có thấy là người ta hành động gì, mà mình thấy mặt người ta thôi là mình đã có ghét liền. Những cái đó là những cái biểu hiện là ở trong cái đời sống quá khứ chúng ta cũng đã có một cái duyên nợ gì đó, đã có cái sự mà chống trái với nhau. Thì là cái người mà tu học Phật đó, thì chúng ta cần phải nhìn thấy được cái nguyên nhân sâu xa này, và chúng ta cần phải ý thức rõ được bản thân của mình. Nếu như mà gặp nhiều cái sự chống đối, nhiều cái sự mà trở ngại đó, thì mình thấy được rằng là ở trong đời sống quá khứ chúng ta cũng đã gây tạo những cái nhân mà bất thiện, những cái nhân không lành. Thì tốt hơn bây giờ đó, để mà mình chống đối, mình tìm cách hãm hại lại họ đó, thì nó cứ oan đối như vậy đó, thì đời đời kiếp kiếp không thể nào mà có thể giải được. Thì thay vì đó, chúng ta phải soi chiếu lại bản thân của mình hoan hỷ với lại những cái thành tựu của những người khác. Khi mà gặp ai đó người ta tốt đẹp hơn mình thì mình hoan hỷ, Chính nhờ như vậy đó, Hoàng Hiếu nghĩ rằng là chúng ta đang dần dần xóa bỏ đi cái sự tỳ hiềm, xóa bỏ đi cái sự ích kỷ, cái sự ganh ghét trong lòng của chúng ta. Cuối lời xin được kính cảm ơn tất cả quý nam nữ Phật tử, quý đồng hương khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV đã lắng nghe Hoàng Hiếu chia sẻ. Cầu nguyện cho tất cả quý vị được an lành trong ánh sáng của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời